Giống như Goku, Vegeta cũng đã bóp chim trái đất khá là nhiều lần. Một lần không cho bất kỳ đứa nào tìm giết Dr. Gero trước 3 năm, dù rằng hắn có âm mưu chế tạo robot hủy diệt thế giới sau này. Một lần không cho đám người tiêu diệt Dr. Gero trực tiếp để thằng trẻ an nhiên kích hoạt Android số 17-18. Và sau đó, anh bị ăn hành ngập mặt. Một lần anh thay chết cho thằng Sên bán hoàn hảo để nó đi tìm Android số 18 hấp thu. Thậm chí còn đấm thằng con mình vì cái tội ngăn cản. Và sau đó anh bị Sên cho ăn hành ngập mặt. Một lần anh cố ý để Baby Day điều khiển mình để lấy sức mạnh đánh nhau với Goku, dù rằng anh biết điều đó sẽ giúp hồi sinh Mabu. Rốt cuộc anh phải tự sát để giết Mabu mà nó không chết.